10 phong tục truyền thống trong dịp Tết cổ truyền của người Việt. Tết Nguyên Đán là ngày lễ quan trọng nhất của Việt Nam. Trong dịp này, có rất nhiều phong tục truyền thống có ý nghĩa sâu sắc của người Việt diễn ra nhằm cầu mong một năm mới an lành, may mắn, an khang, thịnh vượng. Trong những ngày Tết, các thành viên trong gia đình dù có đi đâu xa cũng đều trở về sum họp bên nhau, cùng nhau thăm hỏi người thân, họ hàng, mừng tuổi, đi lễ đầu năm cầu may mắn. Trong video này, cô giáo Mignon xin giới thiệu 10 phong tục truyền thống trong dịp Tết của người Việt. 1. Cúng ông công, ông táo. Theo truyền thống, ngày 23 tháng Chạp âm lịch là ngày ông công, ông táo lên thiên đình để báo cáo mọi việc trong nhà của gia chủ với Ngọc Hoàng. Chính vì vậy, tới ngày này, các gia đình Việt Nam sẽ dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, mua cá vàng về cúng để tiễn ông công, ông táo về trời. 2. Gói bánh chưng. Bánh chưng là món ăn truyền thống từ thời vua Hùng và không thể thiếu trong những ngày Tết của người Việt. Các gia đình thường gói bánh chưng từ những ngày 27, 28, 29 Tết. Bánh chưng cũng là một món quà biếu vô cùng ý nghĩa trong dịp Tết. 3. Chơi hoa và bày mâm ngũ quả. Hoa đào miền Bắc, hoa mai miền Nam và cây quất là một trong những cây tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng cho gia đình. Hiện nay ở Việt Nam có thêm rất nhiều loài hoa đẹp khác như hoa cúc, hoa lan, hoa lay ơn, hoa ly, vân vân. Người Việt thường đi chợ hoa mua về trang trí trong nhà để chào đón năm mới rực rỡ và tươi đẹp. Mâm ngũ quả là mâm quả gồm 5 loại quả khác nhau, trong đó thường có nải chuối xanh và quả bưởi, kèm theo các loại quả khác. Mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ tổ tiên là phong tục không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt, để cầu mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc, an khang, phú quý. 4. Lau dọn nhà cửa. Các gia đình ở Việt Nam đều dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đồ vật sạch sẽ trong những ngày cuối năm, với ý nghĩa sắp xếp lại những điều chưa ổn thỏa, xóa bỏ những điều không tốt của năm cũ, chuẩn bị đón mừng năm mới với nhiều tài lộc và may mắn. 5. Thăm mộ tổ tiên. Con cháu trong gia đình sẽ cùng nhau đi thăm viếng, làm sạch đẹp nơi an nghỉ của ông bà tổ tiên và những người thân của mình. Đây là một trong những phong tục phổ biến của người Việt, thể hiện đạo hiếu, lòng kính trọng đối với đấng sinh thành và các bậc tổ tiên đã khuất. 6. Cúng tất niên. Các gia đình tại Việt Nam thường làm mâm cơm thắp hương mời thần linh gia tiên về ăn Tết cùng gia đình vào ngày 30 Tết, đồng thời để kết thúc một năm cũ và chuẩn bị đón chào năm mới. 7. Đón giao thừa. Giao thừa là thời điểm chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, là thời gian quan trọng khi trời đất giao hòa. Lễ cúng giao thừa còn được gọi là lễ trừ tịch, diễn ra vào phút cuối cùng của năm với ý nghĩa đem bỏ hết những điều xấu của năm cũ để đón những điều tốt đẹp của năm mới. 8. Xông đất. Xông đất hay còn gọi là đạp đất, xông nhà là phong tục truyền thống của người Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền để cầu mong những điều may mắn, mọi điều thuận lợi cho các thành viên trong gia đình. Theo quan niệm truyền thống, người nào bước vào nhà gia chủ đầu tiên sau thời điểm giao thừa với lời chúc mừng năm mới thì đó là người xông đất. Gia chủ thường chọn người xông đất là nam giới, hợp tuổi, thành đạt, gia đình hạnh phúc, tốt tính. Với quan niệm rằng trong ngày mùng 1 Tết, nếu được người có vận khí tốt đến xông nhà thì cả năm mọi việc sẽ may mắn, suôn sẻ. 9. Chúc Tết và mừng tuổi. Người Việt có phong tục đi chúc Tết họ hàng bạn bè trong những ngày Tết. Thường trong sáng mùng 1 Tết, con cháu sẽ tới chúc thọ, mừng tuổi ông bà, cha mẹ mình.
Sau đó, con cháu được ông bà cha mẹ mừng tuổi lại. Những đồng tiền mới đựng trong phong bao lì xì màu đỏ để lấy may mắn, kèm theo những lời chúc con cháu hay ăn trong lớn, học hành giỏi giang, hạnh phúc, vui vẻ trong năm mới. Tiền mừng tuổi không quan trọng ở số tiền nhiều hay ít, mà quan trọng ở ý nghĩa. 10. Đi lễ chùa đầu năm. Phong tục đi lễ chùa trong những ngày đầu năm là một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam. Đi lễ chùa đầu năm để cầu mong một năm mới an lành, may mắn, phúc lộc, đồng thời tỏ tấm lòng thành kính của mình đối với Đức Phật, Tổ tiên. Nhân dịp năm mới, cô giáo Mignon xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.